Ngày 20 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra công tác triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 tại huyện Định Hóa. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan. Toàn huyện Định Hóa hiện có trên 1.400 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Trong quý 1 năm 2021, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 283 cơ sở, trong đó có 209 cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm, 74 cơ sở chưa đảm bảo, chủ yếu vi phạm các lỗi như nhãn mác mờ, không niêm yết giá bán đầy đủ, vân vân. Đã xử phạt 3 trường hợp với số tiền là 6 triệu đồng. Sau khi làm việc với huyện, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh bao gói sẵn và kiểm tra tại một số cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua cuộc kiểm tra thực tế cho thấy còn một số tồn tại như một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hộ gia đình chưa thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm ở các xã thị trấn chưa được thực hiện thường xuyên và chủ yếu mới dừng ở việc nhắc nhở tại buổi làm việc với huyện định hóa đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thái nguyên đề nghị trong thời gian tới ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể đặc biệt đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần cương quyết xử lý nhằm tạo tính gian đe đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người sản xuất kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm